xin, xin chào, chào tất cả các em các em ơi hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi game bo Fan và đo game nha. Và những chú quái vật này toàn là robot thôi. Bây giờ chúng ta vào để xem những quái vật chúng ta nâng cấp là gì nhá. chúng ừ, ta sẽ vào game thôi. Đây, chúng ta vào game. Đây, bên chúng ta đã có quái vật đo robot nhưng mà là cấp 2 nhá, màu xanh luôn này. Rồi, Đấy. Đây là chú đo game. Nha. Và con nhện cũng là robot luôn này. Con nhện này là con nhện cấp 2 rồi, Và quái vật uh, con ếch pink màu hồng này. Màu hồng. Bên bạn có cái uh, con và quái vật là green. Lâu lâu nhá yeah, ấy green đây bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu nha chiến đấu đây hey, cha bên bạn làm gì có Thôi, cửa ôi bạn không Còn, có cửa con, đâu con uh, con green vừa tát cánh nó luôn rồi Này hả vừa tắt cánh nó luôn hả cố lên cha cố, cố lên lần nhận độc ơi nhận độc cố lên chúng mình giành chiến thắng ồ ơi thắng không không đâu thắng không 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 đo cố, cố lên đo cố, để... cố lên bên bạn hơn hẳn ừ. một ông, ông ông gì nhỉ? ông đầu lâu liền cho nên cái... là cái nhờ. mạnh hơn cày quá cày quá kẹm à, mạng chúng ta phải nâng cấp thôi ừ, đầu tiên thì chúng ta sẽ nâng cấp đo nhé Cấp đây, đây là lên. đầu lâu cấp đấy, một lên đầu cấp một lên đo con vịt này. Lên con quái vật black màu đen này, đấy. Đấy sau là lên quái vật nhiều mắt quái vật Nhiều ạ. mắt luôn xem nào. Lên. À, à quái lên vật nhiều mắt ping. xong rồi lên con ping. ping. Rồi đầu lâu rồi. Ô, ô, ra đầu lâu này. Ô lên. Đầu lâu này mà nó khỏe thế đầu lâu hai ờ, con đầu lâu với ra một con binh cơ mà. Ờ sao lại khỏe thế nhỉ? À hai cái đầu lâu với đầu, À con con binh á. Ừ đây này. À, thì đây thiếu, rồi, thiếu, thiếu thiếu một rồi, đầu lâu một cái đầu nữa. thiếu một là cái đầu, sẽ đầu lâu lên cái hộp kem ạ. Lên 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 trên nào ra cái gì nhìn đây? Biết để ra cái này à? Chợ thừa ấy. Chợ thừa đâu anh ơi, thiếu lá mồm Thiếu mồm. thiếu 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 thiếu. Nhưng mà cũng sắp đủ rồi đấy. rồi. Con này là đủ rồi đấy. Lên này lên này lên này lên 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 ôi chưa 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 một hai ba bốn đi đã bốn con mồi thôi 2, nhỉ 3, 4. đó một hai ba bốn bốn con mồi đủ này đấy nhé. em nghĩ là đủ rồi đấy một hai ba bốn bây giờ mới đủ rồi bây giờ mới bây giờ đủ chắc rồi lên lên đo lên lên đi. này ố thiếu nhiều quá tại <laughs> vì là hôm nay là mình hợp nhất luôn thế là mình không biết nhỉ ai đủ rồi đủ đâu lên này Đấy. Lên. Ừ, giờ lên, lên, lên. lên, 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 cái hai cái hộ. hộp và lại hai cha đấy ra đấy. hai nhân vật đo luôn cái này thì bên mặt chỉ có thua thôi bây giờ mình ra hai con nhện luôn nhá lấy cấp hai ừ. con nhện luôn này cấp 2 hai con, con nhện, nhện này luôn. oran này nhện cấp 1 này Điều Red của... này. Đây là chú Red. Mặt trời này. Mặt trời green. green này. Hợp nhất vào đi. Đây là chú Green các em ạ. Green, green, oh, green. Ơi, ai dài lằng ngoằng thế. Uh, Alan chưa, này. Chưa 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 anh ơi. Ôi oh, chưa 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 chưa. Ôi. bây giờ đến Alan thôi. Ừ. Uhm. Red. Mặt trời. Ôi oh, Green. Chưa đủ đâu mà. Đây Green. Thiếu đâu. Green này. Green Ôi, này. Alan này. Alan. Alan. Lên. Oh, thiếu nhiều lắm, thiếu nhiều lắm. Bây giờ bây giờ con oran màu tím khủng lồ oran thôi. Người máy, người máy. Lên lên lên. Lên lên đi lên. bạn ơi, lên đây. Lên. Cha 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 chi Lên này. Lên, này. lên này. Lên. Lên. thừa thừa mất tiêu rồi. Thừa nhiều thế. mất <laughs> con rin và con mộ một con. để đâu? Ăn để đâu đây? con ăn nữa à? Không sao tí lần cấp tiếp nhỉ. Thế này thì chúng ta sẽ giành chiến thắng. À đây đây sắp xếp lại này green với green nhá đấy còn con nhận ra có yeah. hai con luôn yeah, yeah, đây đo đò, đo đò, hai đo nhau chiến đấu nhá oh, này. này này trả thu này cố lên hơi bị cay hơi, hơi bị cay hơi bị cay gì cố đó lên, cố lên đo lên. cố lên nhận cố lên đọc ơi cố lên bên bạn thua chắc luôn này thì yeah. ông mặt bên mình còn mạnh sát nam luôn đấy bên mình còn tận hai con nhận và hai con đo luôn các bạn để xem là ôi, trên này bên bạn vẫn có thế thôi hả thế được mỗi con ping còn đâu vẫn là đo nhẹ cả đầu lâu lâu hiểu 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 thế thì phải cho bạn biết thế nào là Thêm sự lợi hại đi để cho bạn biết thế là là sự lợi hại của bên nhân bạn vật đo của chúng ta đo nha. của chúng ta đo của chúng ta yeah chúng ta giành chiến thắng rồi và đo cấp 2 của chúng ta đã là NTP bây giờ ấy à bên bạn có hai blue một con nhện một đo bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp con nhận lên Bây giờ sẽ nâng cấp con nhện chúng này Chúng ta sẽ nâng cấp hay... chú nhện này vào Chà Ủa, Ui Da rét màu tím à Rét màu tím luôn Rét màu tím mắt lồi em ạ Vẫn cầm cái giáo rất là ghê gớm luôn đấy nhỉ màu tím nát luôn Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp đo vào nhá Nâng cấp đo nè Hay cha này Hay cha là Hay Sa, cha, cha Hay cha, 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 hay cha. cha hay Ui wow. chú da, vịt chú cấp 2 vịt màu xanh, cấp màu xanh à. ừ. Bây giờ chúng ta sẽ thử chiến đấu nào Ây cha Bên cố lên. bạn nhìn bên mình chỉ có lên nào. thôi bạn ơi Cố lên, cố <laughs> lên, cố lên nào, cố lên nào cố Cha lên, Cha Ui, chú Red đã tiến cái hóa thành Red cấp 2 màu tím khỏe quá các em ạ à. <laughs> Và con vịt cấp 1 tiến hóa thành con vịt tím cấp 2 cũng rất là khỏe luôn các em ơi Ui, các em ơi, trận này bên bạn cũng có một Ôi, con quái vật Red màu tím này red, Cũng có con vịt này, có cả thêm cả cái hộp, ai à Có vẻ căng nha, à? nhưng mà mình có Red, bây giờ mình sẽ sắp xếp như thế này Đấy, thắng chắc luôn có Sao green. mà thua oh, được đây Mình có cả ông mặt trời à Có cả Alan Đâu, ông mặt trời đâu Ấy, ông mặt trời đang ờ, ông mặt tù trời đây à. Ờ <laughs> Ông mặt trời trốn kỹ đây Rồi, chiến <laughs> đấu <đó> nhá Chà, <laughs> cố lên nào <laughs> Red màu Red màu tím, cố lên, red, red cố màu lên. tím. Cố lên. Ôi. Red này Green với ông mặt trời xỉu từ lâu rồi uh, Red này là red level 2 đó Ủa Ôi, Ôi. Red cũng ngất rồi Ôi rồi Ôi rồi Ôi rồi Ơ, oh, mình còn nhiều máu hơn. À ah, không phải, oh, bên bạn còn có thêm một cái hộp nữa kia kỳ À. Con vịt của bạn cũng ngất rồi, <laughs> nhưng mà bên bạn chỉ còn cái hộp thôi. Chậu red của mình nó bị đánh uh, bung cả mắt ra ngoài rồi kìa. <laughs> lôi mắt ra ngoài luôn rồi giờ mình sẽ nâng cấp cậu Red mình lên nhá Cay. Ờ, Mình sẽ nâng cấp cái hộp này Đấy, nào. thế nhỉ Lên quái vật đo nè Rồi đến quái vật vịt Một mắt. Ơ, ờ, mình, mình đang nâng lưng mắt, nâng cấp cái gì đây nhỉ À, không biết thì Hình như anh anh là mình đang nâng cấp con, con vịt đấy sao ấy Hình như là mình đang nâng cấp con vịt kia nhá Anh này. muốn nâng cấp con gì đây Con Red thì anh phải nâng cấp Blue chứ Ờ, nhầm rồi Ôi Ở giờ, rồi, bây giờ mới ra cái hộp cái em ơi À, cái hộp xong rồi là ping Đúng không? Ừ, thôi trời mình cứ từ từ nhá. Trời trời trời. Lên. Trời ơi, Lên. Lên cái hộp. Lên. Bây giờ mới ra một cái đầu lâu à? Tưởng là phải xong rồi nữa mới chứ. Chỉ ra là cái đầu lâu thôi. Ra cái đầu lâu thôi hả? Thế thì phải thêm hai cái đầu lâu nữa đúng không? À đây. Ôi, bình, bình, thêm một bình. con con pin thì nữa là được rồi. Một con binh nữa thôi một là chúng ta đủ rồi. thừa một con vịt thiếu ấy chứ thiếu mà đâu ra thiếu hẳn một con vịt luôn đấy vịt xói ơi cố lên vịt ơi cố lên ôi xói xói xong rồi thừa rồi thừa rồi thừa rồi xói mi, xói mi. Oh, đo ôi trời bây giờ mới ra đo ạ à. <laughs> ra đo xong mới lên vịt đúng không đo này là đo lên vừa hai nhá nhé đo mới là đo, đo mới xong, đo xong đo. mới lên vịt trời ơi nhầm quá thẻ luôn á bây giờ lên cái hộp này đấy Hình như chưa đâu đo chưa lên vịt đâu đo vẫn chưa lên vịt hả đo chưa lên vịt thì định lên cái gì đây lên không, lên nếu mà lên, đo lên vịt là lên, mình đã chiến lên, thắng rồi lên 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 đấy oh, oh. bây giờ thì mình sẽ hợp nhất con vịt lại hey cha con vịt đang Ui. đẹp tự nhiên hợp nhất làm chi sai con này thì đẹp hơn này đâu, thì nó sót con này không? là cái con um, con người kia một máy nó có tín à, một mắt. hiệu trên đầu à, kia ơi đây là cái con yellow một mát oh. mắt con wow nó có tín hiệu anh ơi con này nó, có tín hiệu nó có cái khẩu súng to chưa à? ừ nó có cái tín hiệu nữa đây ừ, ờ, này nó có cái tín hiệu đó. là ấy để báo cho người ngoài hành tinh đến để tí ấy. nữa sẽ báo thêm một chú Red nó nhảy xuống bây giờ chỉ đó đã ha ui khẩu súng to thế Ồ, súng bắn red. đau thế nhở súng gì mà xịn thế ui, bắn tay xe con red ấy, ngất rồi bắn ba phát, thì 3 phát còn con, còn, vịt xỉ luôn. luôn wow con này xịn nha con này quá khỏe luôn kem ơi ừ, hình như con này là con quái vật một má rồi nó bảo là alo alo, alo. red đâu red bây giờ đang báo thiệu red rồi red ơi xuống đây xuống đây xuống đây bây giờ red xuống này red xuống đây đây, Red xuống <laughs> đây Red bắt đầu được nâng cấp các em ơi. Đấy, à, Red oh đỏ này Red cấp 1 đấy. Đây là Red đây nè, nhưng mà chỉ là Red cấp 1 thôi. Đây là Green, green. Đây, là... đây là Alan. Rồi. Ố hết tiền hả? Hết tiền luôn rồi, không oh biết Red có số kịp không oh đây. Oh Red ơi, Red đâu uh, rồi? Ờ uh, uh, ôi, không, không đủ Red rồi. Ta ta ta. ta, 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 ta. À, là, à Red đây rồi. Đừng 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 ngặt à, được rồi. Để con ăn lần nó đáng đẹp ạ. À. Ăn lần đẹp hơn à? Rồi. Anh tưởng là con blue đẹp hơn. Không, ăn đẹp hơn. Ồ oh, thế lên blue mất đó, rồi. Thua thua, thua 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 về. Lên nha, học lên nha. Học lên luôn hả? Học lên luôn nè. Hay. À, hợp học lên đi. chào. Ồ, cả quái vật ông mặt trời. Ông mặt trời cấp 2 màu xanh à đây cấp 3 hay cấp 2 nhở? Cấp 3 rồi. Trời cấp 3 màu xanh xấu quá à. Thêm một cậu red nữa đi. Hợp 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 à, ờ, không phải à Ôi giời sao mà xấu thế Ô đẹp mà Chà, ừ. ông mặt trời to nhỏ rồi Ông mặt trời, ông mặt trời à. có được đánh đâu, ờ. đến là uh, xỉu hết rồi Ôi, đến vào nhanh ngất hết rồi nhỉ Ôi. Ôi, khỏe quá ông quái mặt trời Quái vật của mình khỏe quá, quái vật mắt của chúng ta khỏe quá Đó, lần cấp phát hết sạch tiền luôn ạ Đấy là quái vật robot Robot màu vàng, một mắt cầm súng bắn chiêu chiêu Chà, bắn này Ôi, đông quá Chà, đông như vậy, này thì, hết này. này thì Red tím này, bây giờ red, tím, tím nó tím không ăn. có đối thủ rồi. rồi. Bây giờ phải là ông mặt trời màu xanh rồi các em nhỉ Chứ còn red thì không có cửa Ui ơi ông ừ. mặt trời cười he 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 à, Xoay xoay Ông mặt trời đang cười các em ơi Ôi bên bạn <laughs> có hai con vịt hai con vịt mới lên được một quái vật yellow lâu một mắt như chúng ta thôi Đúng rồi và một con nhện Này thì con, con nhện cho con oran nó uống cho Oran xuất triệu à, Con vịt, vịt ơi. Ăn nước à cái con nhạn này một à? đập thôi là xỉu Bắn lước này. nước này, bắn nước mặt trời là lửa thì không sợ nước nha Ông mặt trời là lửa lại còn lửa độc nữa chứ lại Nguy hiểm lắm ôi nó có cái tín hiệu xịn thế Nó gọi ấy đây, nó gọi uh, uh, Red xuống đây và hợp với ông mặt trời Đó đây Cái gì đây bên bạn Bên bạn hai con vịt luôn Bên bạn phải hợp với con vịt hai nào? con vịt và một đo. đỏ đo, đỏ đo, đo. đỏ đo 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 đo. đo, 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 đo Đo, 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 đo có lên. Ta, ta. Đó 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 Mình đó. Chờ chờ bị ngất. Chà, ngất luôn. Chà, chà, Ha ha. Sao, sao lại yếu thế? Bên bạn không phải là yếu đâu mà cho chúng ta quá là mạnh kem ạ. <laughs> chúng ta mạnh quá. Ai chà chà, Uầy. bên bạn cũng đã có nhân vật Zillow một mắt nha. Và có thêm nhân vật đo và có bờ lu Nhưng mà lại không có ông mặt trời làm ông mặt sao trời mà thắng đây để... Được? to ông nhỏ mặt, mặt trời bờ chắc là, là đấm chỉ... một chỉ... cái bờ lâu ngất luôn Bờ chắc chỉ một đấm ra là nhìn này <laughs> Nhìn Balo một đấm. Ui. Ừ, còn đến. không kịp đấm mà bị bắn luôn ạ. À. <laughs> bị quái vật một mắt bắn ôi, một phát chứ. Sao con bắn trượt? bắn ở ngoài Ôi chả? trời ôi. ơi. Ôi. Đã yếu rồi còn bắn thêm. Bên ngoài bạn này. không 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 có tanh cơ khỏe nên là yeah. chỉ uh, có mỗi một cái nhân vật à uh, lâu một mắt ôi, không rồi, đỡ đâu được. Ấy à. Bây giờ lại còn cả red lồi mắt à. Đây, để đây, đây. Red đây. Red sẽ nào xuống bắn quái vật một mắt và <laughs> quái vật một mắt sẽ cần red này. Chà, red xuống đây. Red xuống đây red này. Đây. Red ơi xuống đây. Red, red chọc ơi chọc xuống chứ. đây red ơi. Chiêu của bạn red, là red chọc, chọc chọc chọc. chọc. <laughs> red chọc 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 mỏi cái tay chọc gãy cả cái 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 kiếm của mình mà vẫn không Đấy thể nào một tiêu diệt được cái quái vật một mắt của chúng ta các em ạ quái vật một mắt của chúng ta quá là khỏe luôn. Các em ơi, như vậy là video hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi và đội quân của chúng ta quá là mạnh luôn. luôn. Bên bạn không có cái cửa gì hết. Các em nhớ đón xem những tập tiếp theo của Anh và chị Hồng nha Các em nhớ là cho anh và chị Hồng một like. Đăng ký kênh và một nút chia sẻ và bấm chuông bên dưới các em Còn bây giờ thì xin, xin chào, chào các em. em.